Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Giờ Cá Sổ trên kênh FPNC ngày 11 tháng 10. Và trong phần đầu này chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Trần Văn Nam đến từ công ty cổ phần chứng khoán Phú Hưng. Xin chào anh Nam, trước hết thì xin anh có một số nhận định về diễn biến của thị trường ngày hôm nay. Đáng chú ý thì thị trường ngay từ đầu phiên đã bắt được cái đà tăng, và tuy là trong lúc giữa phiên có rung lắc một chút nhưng mà vẫn giữ được sắc xanh trên toàn thị trường. Như vậy thì theo anh, đâu là nguyên nhân chính của diễn biến này thưa anh? Và cửa phiên giao dịch ngày hôm nay thì chúng tôi nhận thấy toàn thị trường có một sắc xanh được nâng đỡ bởi những cổ phiếu của nhóm ngân hàng và nhóm chứng khoán. Bên cạnh đó thì song song đó thì do tâm lý chung của thị trường tạo đà phấn khởi bởi phiên giao dịch trước đó là coi như đã vượt được cái ngưỡng 810 điểm ngày hôm trước đó. Thì cũng chính vì vậy cái tâm lý nó lan tỏa cho đến ngày hôm nay. Và bên cạnh đó cái sự hỗ trợ mạnh bởi những cái mã cổ phiếu của nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán nó đã tạo động lực chính cho thị trường cho trong toàn phiên ngày hôm nay. Thì kết thúc phiên sáng mặc dù là coi như là có sự khối ngoại bán ra hai phiên là trở lại đây, nhưng cũng không đáng kể so với lại cái tâm lý chung khi sự phấn khởi nó đã được coi như là dư âm cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi nhận thấy rằng chính vì vậy cho nên thị trường nó được nâng đỡ bởi những mã ngành mà cái nhóm đầu ngành, ví dụ như là bất động sản điển hình trong phiên giao dịch hôm nay là đầu ngành, tôi thấy là như Vimcom hay là LDG hay là đất xanh đã có một cái sự tăng tương đối tích cực, tạo lên cái động lực, tạo nên cái đà tăng chính cho thị trường ngày hôm nay. Và không thể không nói tới coi như là cái sự phấn khởi cho nhóm bất động sản ngày hôm nay nó có thể hiện lan tỏa rộng trên toàn thị trường. Chính vì thế cho nên sang đến phiên chiều cái động lực mặc dù có sự rung lắc và bán ra tương đối ở vào cuối phiên sáng và đến sang đến đầu phiên chiều, nhưng cái động thái đó nó chỉ là một cái sự coi như là ổn định lại và coi như là chốt lời nhất định trong phiên của các nhà đầu tư đã và đang có lời trong danh mục của mình. Và đã nắm được những cổ phiếu trong nhóm bất động sản như tôi vừa nói ra, như Vimcom coi như có một đà tăng tương đối, coi như đà tăng rất là tích cực và đáng nói trong phiên ngày hôm nay. Thì cái sự bán ra vậy giữa HBC, Vimcom nó tạo một cái sự coi như là rung lắc nhẹ, nhưng cái việc đó không đáng kể. Thì đến cuối phiên thì coi như chúng tôi nhìn nhận và quan sát thấy là coi như là thị trường có cái sự lan tỏa đều trong phiên ATC và trong phiên đóng cửa. Chính vì thế thanh khoản cũng có cái sự cải thiện tương đối, nó nằm ở khoảng cái trên 4.400 tỷ đồng, từ đó mà cái sự cải thiện tương đối về vấn đề thanh khoản. Thì khi thị trường nó đã có một cái sự ổn định về vấn đề tâm lý dòng tiền và tâm lý đầu tư rồi thì chúng tôi nghĩ rằng coi như thị trường phiên giao dịch ngày hôm nay nó duy trì đà tăng là một cái điều hiển nhiên và hết sức bình thường cho phiên giao dịch ngày hôm nay, và kể cả phiên ngày hôm qua nó một cái sự dư âm tốt cho đà tăng ngày hôm nay là một chuyện bình thường. Thì anh, chúng tôi cũng nhận thấy là trong những phiên vừa qua thì có một số doanh nghiệp cũng đã bắt đầu rục rịch công bố cái kết quả kinh doanh quý 3 trước khi mà cái mùa báo cáo kết quả kinh doanh đóng lại. Tuy nhiên là có một điểm rất là bất ngờ, đó là cái dòng tiền lại tỏ ra khá là hờ hững với những thông tin này. Vậy theo anh, đâu là điểm mấu chốt của diễn biến này ạ? Đối với tâm lý chung của tất cả các nhà đầu tư, người ta đã và đang chờ đợi trong suốt thời điểm qua. Và coi như là vào cuối tháng 10 này, coi như là gần vào thời điểm cuối tháng 10 này là những thời điểm gấp rút để coi như là chốt lại cái danh sách báo cáo tài chính quý 3 của toàn thị trường, của các doanh nghiệp trên thị trường. Khi thị trường bởi có những cái cổ phiếu, có những mã cổ phiếu nó đang được coi như là tăng nóng bởi những các mã cổ phiếu lớn như Rốt, Vinamilk rồi là SAB, nó tạo lên tâm lý cho nhà đầu tư, người ta có sự dè dặt nhất định, người ta chưa hiểu được rằng dòng tiền thông minh nó sẽ chạy về cái dòng cổ phiếu nào. Ví dụ như điển hình như ngày hôm nay thì coi như là thị trường người ta sẽ nhìn nhận thấy rằng đó là chạy vào thị trường bất động sản, dòng cổ phiếu bất động sản hoặc cái dòng cổ phiếu ngân hàng. Nhưng chúng tôi nhìn nhận thấy cái mấu chốt của sự việc này nó chính là một cái tâm lý thận trọng nhất định. Và các nhà đầu tư đang e dè coi như là đã đưa ra một cái chiến lược đầu tư nhất định là coi như trung hạn, dài hạn hay là ngắn hạn trong thời điểm hiện tại. Thì đó là cái sự dè dặt. Bởi vì sao? Thứ nhất, cái thứ hai ở đây chúng tôi nhìn nhận thấy rằng vào ở cái ngưỡng điểm số trong suốt thời điểm vừa qua, thị trường nó đang nằm ở cái ngưỡng tâm lý coi như là giằng co ở cái ngưỡng từ 805 cho đến 810. Đó là một cái sự, người ta kỳ vọng cái gì? Người ta kỳ vọng cái sự bứt phá của dòng tiền, bứt phá của cái sức tâm lý đầu tư, và cái dòng tiền thông minh nó sẽ đi về đâu. Thì cái sự đó chính là một trong những cái mà cái sự thận trọng. Nhưng bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn nhìn nhận và đánh giá rằng báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp khả thi, và đặc biệt là chú trọng tới nhóm ngân hàng, bất động sản và chứng khoán, tài chính chứng khoán và tài ngân hàng. Đó là một trong những, bên cạnh đó thì cũng không thể không nói tới là coi như là dòng tiêu dùng rồi là dòng thép cũng là một trong những cái doanh nghiệp mà có cái tính nổi trội trong cái báo cáo tài chính quý 3 này. Chính vì vậy cho nên là cái sự dè dặt đó người ta sẽ thể hiện rằng không phải là người ta đứng
mà người ta chờ đợi xem là tín hiệu đầu tư người ta sẽ đầu tư vào cái dòng nào. Và cái sự lựa chọn cổ phiếu nó làm sao? Bởi vì đầu tư vào thời điểm này là có những đầu tư có lựa chọn chứ không phải là đầu tư mang tính chất ồ ạt. Bởi vì tất cả các cổ phiếu mang tính chất mà đầu cơ, nó thể hiện cái tính đầu cơ, thì các nhà đầu tư người ta thể hiện, người ta đã mua bán rất là nhanh trong phiên. Người ta chấp nhận cái sự rủi ro, người ta chấp nhận cái lợi nhuận và người ta chấp nhận cái sự rủi ro để người ta mua bán rất là nhanh trong phiên. Còn về những cái cổ phiếu mà coi như là như chờ đợi và báo cáo tài chính quý ba tốt, thì chúng tôi nhìn nhận và đánh giá rằng đó là sự lựa chọn và cái sự coi như là thăm dò tâm lý chung giữa dòng tiền và điểm số để người ta phối hợp, để người ta có thể người ta đưa ra những quyết định cuối cùng trong doanh nghiệp của mình. Trong hai phiên vừa qua, chúng tôi cũng nhận thấy là thị trường đã có sự bứt phá sau khi có một thời gian dài đi ngang và dao động quanh cái ngưỡng là từ 800 đến 810 điểm. Như vậy theo anh, đâu là nguyên nhân của sự bứt phá này và anh có khuyến nghị gì dành cho nhà đầu tư cũng như là cái điểm nhấn của thị trường trong những phiên sắp tới là ở đâu thưa anh? Thì đúng là quan sát hai phiên gần đây như tôi vừa chia sẻ, thị trường đã và đang bứt phá cái ngưỡng 810 điểm là cái ngưỡng tâm lý của các nhà đầu tư. Và cái điểm nhấn trong thời điểm thực tại của các nhà đầu tư đối với thời điểm thực tại và những thời điểm tiếp theo, thì chúng tôi vẫn luôn đánh giá khi mà thị trường đã bứt phá được cái ngưỡng 810 rồi thì chúng tôi đã và đang đưa ra cái nhìn nhận thị trường sẽ có một bước tiến xa hơn ở cái ngưỡng điểm số 810 này. Và chúng tôi đang kỳ vọng ở cái ngưỡng 820 đến 825 và có thể 830 trong chu kỳ sắp tới. Và đỉnh điểm sau khi báo cáo cái tài chính quý 3 ra rồi, các nhà đầu tư sẽ kỳ vọng nhiều hơn vào cái báo cáo tài chính quý 4. Thì chính vì vậy cho nên là cái điểm mấu chốt của cái sự việc này, chúng tôi nhìn nhận và đánh giá vẫn như theo quan điểm chung của chúng tôi là cái ngưỡng tâm lý đầu tư và cái tính lựa chọn. Và để cho cái thị trường, để cho cái điểm số này nó có tính bứt phá lên cho 820, 825 hoặc là cao hơn nữa như tôi vừa chia sẻ, thì chắc chắn rằng thị trường cần phải có những cái sự rung lắc nhất định để sàng lọc dòng tiền, sàng lọc tâm lý, sàng lọc cái danh mục cổ phiếu để thị trường nó để cho các danh mục của mình nó ổn định hơn, để người ta cơ cấu vào những mã nó đã và đang chưa tăng. Chính vì thế coi như là khi mà những mã đã và đang chưa tăng rồi thì chính những cái mã đó là cái mã mà coi như là ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 rồi, thì nó là những cái mã mà đưa cho cái chỉ số sẽ đi lên vào một cái mức cao hơn trong chu kỳ sắp tới. Và chúng tôi luôn luôn kỳ vọng rằng coi như là trong chu kỳ sắp tới. Bên cạnh đó thì cũng không thể không nói tới vào một cái sự kiện lớn trong vào tháng 11 này, có thể là coi như là chỉ cần APEC đã và đang chuẩn bị xảy ra, nó đang chuẩn bị xảy ra và tổ chức. Thì chính vì vậy cho nên là sự việc này nó sẽ còn nôi kéo, rồi là nó còn đàm đẹp báo cáo, rồi là nó nôi kéo, rồi là kích thích các quỹ đầu tư ngoài người ta nhìn vào cái thị trường. Nhưng thực sự ra thị trường đang ở cái ngưỡng ổn định. Các nhà đầu tư và coi như là các nhà đầu tư ở trên thị trường, người ta cũng đang nhìn nhận rằng nó cái mấu chốt nặng là thanh khoản ổn định, điểm số sẽ ở cái những cái ngưỡng đó, và tiêu biểu hơn là các quỹ đầu tư có thể sắp tới người ta sẽ coi như là đổ vốn vào trong cái thị trường chứng khoán trong chu kỳ sắp tới. Cho nên là kỳ vọng của chúng tôi vào, chính vì vậy kỳ vọng của chúng tôi vào những cái thời điểm sắp tới là nên tập trung vào những nhóm ngành như tôi vừa chia sẻ, bất động sản có lựa chọn danh mục, nhóm ngân hàng vào những tháng cuối năm thường thường có những cái báo cáo kết quả tốt. Bên cạnh đó, nhóm tiêu dùng như Vinamilk và Masan chúng tôi cũng kỳ vọng và đánh giá cao. Dòng sắt thép ví dụ như Hòa Phát cũng đưa ra những cái báo cáo kết quả kinh doanh tương đối tích cực. Thì đó là những cái mấu chốt mà coi như và những cái điểm nhấn mà chúng tôi đưa ra trong chu kỳ sắp tới. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nam rất nhiều. Thưa quý vị, một số nhận định vừa rồi cũng đã tạm khép lại phần đầu tiên trong chương trình Giờ Cửa Sổ ngày hôm nay. Mời quý vị giữ kênh, chúng ta sẽ cùng gặp lại anh Nam trong những phần sau của chương trình.